làm việc với Slack thì chúng ta tạo ra một cái migration, create Slack table trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta có enter xuống. Xong. Xong chưa các bạn, xong chưa? Đồng không chưa? Create Slack table. Được chưa? Làm gì mà lâu ấy. Rồi. Thì chúng ta sẽ mở cái create Slack table đây rồi. Create Slack table ra. Chúng ta sẽ có đi copy một cái khác vào. Đi copy cái scheme create. Bảng là bảng Slack blueprints. Chúng ta sẽ có table là integer. Cột này là entity gạch dưới type. Thằng này not null. Tạo một cột nữa tên là entity id. Và một cột nữa là cột slug. Slug thôi vậy. Nó là string dài 5, tối đa là 500 ký tự. Và đặt cho nó là unique. Unique. Chúng ta trong bảng này chúng ta gần như là không có primary, không cần. Chúng ta check tất cả mọi thứ bằng tay. Được chưa? Rồi, chạy. PT Artisan Migrate. Xong, tôi đã có bảng Slack. Trong DB chúng ta sẽ refresh. Có thêm cái bảng Slack này đúng không? Không có bảng ghi nào về Entity Type, Entity ID, Slack. Không có cái gì cả. Xong. Không chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta đã có cái bảng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái form. Đến với cái form để thêm cái Slack vào đúng không? Thì chúng ta sẽ có phần view admin post form này. Form. Post form. Sau đó chúng ta sẽ có một cái sẽ có một thêm một cái ô nữa. Sẽ có thêm một cái ô nữa ở đây. Là ô này là ô URL. Đây là Slack này. ID là Slack này. Type text này. Value nó sẽ bằng model. Cái này không bằng model được nhá. Bởi vì trong bảng post của chúng ta nó không có cái nào, không có cái cột nào tên là Slack cả. Cho nên chúng ta không thể nào model trỏ đến Slack được. Được chưa? Thì chúng ta sẽ phải làm cách khác. Đó là chúng ta sẽ phải tiến hành tạo ra một object tên là Slack, là model. Sau đó dựa vào cái ID của sản phẩm để lấy ra cái Slack đấy. Thì chúng ta sẽ có như sau. PHP artisan make model. Thư mục là model sược Slack. Chúng ta sẽ có cái Slack object trong trong cái thư mục model của chúng ta. Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có trong app này
model này có thêm cái đối tượng slug này đúng không? Thì chúng ta đi copy lại cái protected table ở trong này bằng role slug bằng bằng slug. Sau đó ở trong này chúng ta hoàn toàn tôi muốn tạo ra một cái hàm tên là hàm là public static function là check slug existed, check xem URL này đã tồn tại hay chưa. Thì chúng ta sẽ có như sau: tham số đầu tiên là tham số về entity type, tham số thứ hai là tham số về entity ID, và tham số thứ ba là tham số về slug URL, ví dụ thế. Chúng ta sẽ có cột là sẽ có cái câu lệnh như sau: model bằng slug 2.2. where entity gạch dưới type bằng với cái biến entity type trỏ tiếp đến anywhere entity ID bằng với giá trị của cái biến entity ID chuyển vào trỏ đến anywhere nữa, anywhere nữa cái slug bằng với cái giá trị của biến slug URL. Chúng ta sẽ có là if model, tức là lấy ra được đối tượng thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là if model, nếu mà model tồn tại và model trỏ đến entity ID nó bằng, nếu mà cái này nó bằng với cái biến entity ID truyền vào. Nhầm. Chờ tôi chút nha. Check cái slug này có thể là nhét vào đây này. Đây. Chúng ta chỉ có where như này thôi. Where. Where này. Và lấy ra first thôi. First. Chúng ta có, nếu mà tồn tại model này. Nếu mà tồn tại model và model entity type bằng với entity type truyền vào và model trỏ đến entity ID bằng với entity ID truyền vào thì return false. Else hoặc là không thì return. Từ nha, chờ chút nha. Nếu mà model tồn tại này và model entity type entity ID, nếu mà model tồn tại, chờ chút để tôi nghĩ qua cái này đã. Trong trường hợp đối tượng tồn tại mà cái entity type bằng tham số entity ID truyền vào return true, còn lại thì return false. Return này là return false này, còn không thì là return true.
chu thì là bị trùng URL, còn nếu không, nếu bằng phone thì là bị khác rồi. Nhưng mà đối tượng không tồn tại sao? Đúng nhỉ? Đối tượng không tồn tại thì cũng phải được chứ. Đối tượng không tồn tại thì phải là được chứ, được phép sử dụng cái URL đi chứ nhỉ? Rồi chờ chút đã. Chúng ta check từng cây một đi cho nó an toàn đi. Nếu mà model không tồn tại này, nếu mà không tồn tại model này thì bằng true luôn này. Được chưa? Đến cây tiếp theo là trong trường hợp model tồn tại rồi thì chúng ta sẽ có if tiếp. Nếu mà model entity type bằng model bằng entity type và model entity id, cái này cũng trả về true. Return true. Nếu mà model tồn tại, đây nhá, để tôi comment vào đây. Hàm kiểm tra xem một cái URL có thể được insert vào cơ sở dữ liệu không. Rồi, chúng ta có như sau này. Nếu mà model không này, chúng ta có thêm là return true thì là không được thêm, không hợp lệ, đã có rồi. Nếu mà return false thì là hợp lệ, chưa tồn tại, hoặc là tự sửa URL của chính mình thì không sao. Chúng ta có như sau, nếu mà không có model thì hợp lệ, đúng không? Không có model thì hợp lệ thì mình sẽ có là false. Thằng này sẽ là false này. Một thằng. Nếu model bằng entity type, model entity type bằng entity type truyền vào, hai thằng này bằng nhau thì cũng return false luôn. Còn lại thì là sẽ return true. Tất cả trường hợp khác thì sẽ return true. Bây giờ để chúng ta test một cái. Kiểm tra xem URL có tồn tại hay không. Được chưa? Test cái nhá. Hay là cần đẩy code lên? Rồi, chúng ta test cái này nhá. Test bằng cách nào? Rất là dễ. Chúng ta có thể là vào thằng round admin này. Chúng ta thêm một cái thằng mà không cần auth, không cần auth này, chúng ta thêm một cái round 2.get là check. Đây là check URL. Chúng ta sẽ có thêm những cái tham số là entity ID, entity type phải entity ID và cuối cùng là slug. Trong này chúng ta có một cái function. Function này của chúng ta sẽ có các cái biến như sau. Entity type này phải entity ID này phải slug.
chúng ta sẽ có như sau. Result bằng app sược model sược slug hai chấm check slug existed, truyền vào entity type, truyền vào entity id và truyền vào slug và return g, return là json cái result kìa. Respond, respond cho đến gì sao? Result. Được chưa? Được chưa? Test cái nhá. Trước khi test thì chúng ta phải có thêm dữ liệu ở đây á. Ví dụ rồi entity id bằng 100 là danh mục này, entity id bằng 1 này, đây là xã gạch ngang hội, được chưa? Xong entity id 1 bằng xã hội này, tôi thêm một cột nữa 100, entity id bằng 2 cái danh mục này là quên nhập ở entity bằng 2 danh mục này tên là thể thao, thì thường thường nó như này đúng không? Rồi hai thằng xã hội và thể thao. Rồi chúng ta sẽ có như sau. Request dạng get lên. Localhost 2.8000 sược cái gì nhỉ? Check URL đúng không? Check URL sược entity type 100 này, entity ID bằng 1 này. Và có cái URL là xã hội. Send. Gì đây? Gì đây chẳng? Test chưa? À, admin. Sược admin. Sược check URL. Add method. Sorry. Đầy lỗi lời rồi. Lỗi lời rồi. Bỏ cái endware này đi, chỉ có where thôi. Không có hàm endware, chỉ có hàm where thôi. Phones. Phone là được phép đúng không? Đúng không? Bởi vì sao? Nó tự update URL của chính nó thì không vấn đề gì cả. Được chưa? Nó tự update URL của chính nó thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà bây giờ thằng này tôi để cho nó là bằng null. Ví dụ bằng 0 đi. Đúng không? True. Tức là sao? Ở đây tôi muốn thêm một cái danh mục, một cái URL mới tên là xã hội vào trong cái, cho một cái danh mục nào đấy tôi tạo mới, đúng không? Thì nó sẽ là phải truyền lên cái ID là bằng 0 này. Được chưa? Sau đó tôi kiểm tra xem cái xã hội này có trong cơ sở dữ liệu chưa, thì tôi nó đẩy ra là true. Được chưa? Bây giờ tôi kiểm tra xem là thể thao. Thế tôi muốn thêm một cái bài viết. Các bạn lưu ý, tôi muốn thêm một bài viết. Thêm mới một bài viết.
có URL là xã hội, có được không? Thêm mới một bài viết có URL tên là xã hội, có được không? À, được làm sao được? Đã gọi là URL thì nó là duy nhất. Tôi mất biết là cái URL đấy của ông nó dành cho cái gì. Mỗi một cái URL của tôi chỉ đại diện cho duy nhất một cái đối tượng thôi. Tôi không quan tâm đến đối tượng đấy là danh mục hay là đối tượng là bài viết. Tôi chỉ biết là cái URL này nó đã tồn tại thôi. Hiểu không? Đấy trong trường hợp thêm mới. Còn trường hợp update, update thì nó có thể update lại chính nó, chính cái xã hội này vào trong cái cho cái ID là xã hội. Nhưng mà nó không được phép update cái thể thao cho thằng xã hội được. Ví dụ tôi muốn kiểm tra xem cái thằng xã hội của tôi đây 100 này, cái thằng xã hội cái ID, cái thằng ID bằng 1 danh mục này đang là xã hội đúng không? Tôi muốn chuyển nó thành thể thao. Có được không? Không được phép. Đúng chưa? Chứng tỏ hàm của chúng ta đã đúng. Được chưa? Hàm của chúng ta đã đúng. Và bây giờ đây là những cái thứ mà chúng ta cần, chúng ta ghi ý. Đây nó chính là những cái thứ mà chúng ta cần để làm gì? Để làm gì? Để kiểm tra xem một cái URL nó có đúng là tồn tại và nó được phép cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu hay không. Được chưa? Đây, nó chính là cái này. Được chưa? Xong. Test tiếp này. À, quên nhầm, test xong rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện thôi. Chúng ta đã có hàm để kiểm tra xem là cái logic của chúng ta đã đúng hay chưa. Bây giờ chúng ta triển khai tiếp. Nhưng mà trước đấy tôi phải đẩy code lên đã. Update này. Rồi chúng ta triển khai tiếp. Rồi làm gì? Thì khi mà thế vậy thì chúng ta sẽ làm việc với cái form là form của thằng danh mục nhá, bởi vì chúng ta đang có dữ liệu cho thằng danh mục. Nhưng mà trước đấy cái 500 kia là cái gì, cái 100 là cái gì? Chúng ta phải định nghĩa rồi đã. Chúng ta có như sau, định nghĩa sẵn ở trong phần helper, nhớ không nhầm thì là ở trong phần helper đúng không? Chúng ta custom helper. Ở đây chúng ta đã có role này. Rồi chúng ta nhân nó lên tiếp. Comment vào đây. Đây là constant. Đây là slug. Slug constant. Thì đây là slug là entity type category. Thì nó là 100. Update tiếp. Entity type bằng 500, entity type của post thì nó bằng 500. Như thế, nên để cách ra. Không nên để nó sát nhau quá, sau này chúng ta muốn thêm một thằng nào nữa vào giữa thì nó cũng rất là giỏi. Xong. Được chưa? Xong bây giờ làm nào, copy cái này, copy cái entity type của cái đối tượng category, tôi nhét luôn vào trong cái bảng category này. Chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là public dollar entity type bằng entity type category. Tôi copy tiếp thằng này, tôi paste vào trong bảng post. Entity type nó sẽ bằng là entity type của thằng post đi xuống. Xong, bây giờ làm gì? Làm gì tiếp? Chúng ta có như sau này. Xong đi nhỉ?
Xong chưa? Rồi, xong. Tiếp theo này. Ở trong cái controller để sinh ra cái giao diện cập nhật dữ liệu của category ấy. Đâu rồi? Cái index này, create này đúng không? Chúng ta có new model này. Xong chưa? Truyền cái model ra ngoài này. Được chưa? Chúng ta phải kiểm tra xem cái model đấy nó đã có URL chưa? Được chưa? Kiểm tra xem URL, cái model đã có URL chưa? Chúng ta phải làm như nào? URL của nó hiện tại là cái gì? Để lấy ra ngoài. Chúng ta sẽ có là use app sược model sược slug để có thể sử dụng cái slug này đã. Sau đó ở trong cái chỗ này, sau khi lấy ra cái model, sau khi lấy ra cái model, chúng ta sẽ có một cái biến là model slug bằng slug bằng slug 2.2. Where cái entity type nó bằng với cái model cho đến entity type đúng nhỉ? Đây entity type này. Ông model cho đến entity type. Xong rồi where tiếp and where cái code là entity id nó sẽ bằng với model cho đến id. Đây là create. Thực ra chúng ta tạo mới ra cũng được. Đây là đề phòng thôi. Bởi vì tạo mới và cái phần tạo mới thì chúng ta chẳng có cái gì gọi là tồn tại sẵn rồi đúng không? Thì chúng ta bê cái phần này chúng ta để xuống dưới phần update thôi. Chứ còn phần này chúng ta có thể là để ra là new slug này. Với cái model slug này trỏ đến entity type bằng với cái model trỏ đến entity type và cái model slug trỏ đến entity id bằng cái model trỏ đến id, mỗi như này thôi. Chúng ta truyền cái model slug này ra ngoài, model slug truyền ra ngoài luôn để lấy ra cái đường dẫn hiện tại của nó. Thì ở đây chúng ta chưa có đúng không? Chưa có, chúng ta cứ nhét nó vào đây truyền ra ngoài. Xong chưa? Bên trong màn hình create. Xong chưa? Nó cần đẩy code lên không? Nếu tôi muốn làm nốt cái phần update đã xong rồi thì đẩy ra một thể. Nốt nhá, phần update này, màn hình update này. Chúng ta có thêm như này, slug. Ở đây chúng ta cũng có cái biến là model slug bằng slug
where entity type bằng model entity type, and where entity ID bằng model entity ID. Được chưa? Không. Giờ check cái đã. Trước hết tôi DD ra cái slug, DD ra cái model slug ở đây đã. Xong một cái copy này. Ở đây tôi cũng DD ra cái nữa. Này là lấy ra first. First. Rồi xong, test cái đó nhá. Admin này, danh mục này. Xã hội ID 1 đúng không? ID. Ôi giời ơi. Undefined method query builder and where. What? Cái gì? Đây mà. Slug where mà. And where đúng rồi mà. Sai gì nhỉ? Query builder and where. Chờ thì Laravel eloquent and where. And where là when. Không có thật. À, where. Where multiple. Đây 5.3. All where có này. Đấy, vậy thì như thế này. Học nó. Rồi, một cái. Lấy luôn entity bằng model ID này ra. Quăng cái hàm where này đi. Thử phát. Volume 0 in where cloud. À. Không entity type 120 bằng entity ID 3 bằng 1. Điên à. Select sound from slug where entity hai ở đây bằng cái này, này bằng cái này, rồi ra một thằng đúng không? Chúng ta sẽ thấy nó có là entity type 100 này, entity id 1 này, slug bằng xã hội đúng không? Được chưa? Chúng ta thay cái category edit này chuyển thành là create thì chúng ta sẽ có là attribute, chẳng có cái vẹo gì, không có thằng slug đâu đúng không? Được chưa? Không có thằng slug đâu. Xong, bây giờ lấy được cái slug object thì tôi sẽ đẩy code lên. Sau đó các bạn sẽ biết là tôi định làm gì với nó. Đây. Update. Rồi lên rồi. Xong đi, chúng ta sẽ làm việc tiếp với cái form. Kéo về chưa?
chưa? Có ai cần hỏi gì không? Tiếp tục này. Đến phần này chúng ta sẽ có nhiều trò hay hơn. Vào phần research. Vào admin get form. Chúng ta sẽ có vài cái input type. Chúng ta sẽ có input type bằng hidden. Có cái name là slug. Vào cái nhập entity type. Có value là bằng cái model slug cho đến entity type luôn. Duplicate lên. Có thêm entity ID bằng entity ID. Thực ra cái này bỏ đi cũng được. Bỏ đi thì nó sẽ bằng cái ID của thằng model này luôn thôi. Bỏ cái ID cũng được, chẳng vấn đề gì. Chỉ thêm một cái này là một. Cái này mới là một thôi nha, còn cái nữa. Chuẩn nhất là cái entity type. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ có duplicate ngay cái thằng category name lên đấy. Ngay cái thằng category name lên. Chúng ta sẽ ở đây là get title get URL. Ví dụ thế. Đây là slug URL. Get URL take time take value bằng slug hoặc bằng cái model slug cho đến slug name bằng là slug luôn. Placeholder bằng là slug URL error của thằng slug này. Rồi giờ coi nó bằng cái gì nhá. Chúng ta xem giờ nó có cái gì. Create slug rỗng này. Chưa? Update đi. Trời ơi. Ở trong cái hàm update của tôi chưa truyền cái này ra. Trong hàm update. Chưa truyền cái này ra. Đó, nó sẽ có ngay xã hội đúng không? Giờ sao? Giờ làm gì tiếp? Lúc nãy yêu cầu tiếp theo tôi yêu cầu là khi mà chúng ta thay đổi title thì cái slug này cũng sẽ thay đổi theo đúng không? Đúng nhá. Chúng ta có cái gì để làm được cái đấy? Chúng ta sẽ phải viết một đoạn code JavaScript ở ngay phía dưới của cái đoạn này. Ngay dưới này. Chúng ta sẽ có thêm một cái a còng section nữa. Section blade section này tên là GS ở dưới này đúng không? Ở ngoài layout đã có cái phần này rồi. Chúng ta sẽ có là document script ở đây chúng ta sẽ có là $ document .ready viết function trong này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái sự kiện cho cái thằng kết name này. Mỗi khi kết name thay đổi thì chúng ta sẽ có cái sự kiện như sau. $ thằng kết name chấm on key up key down on chain bao giờ nó thay đổi hẳn với chạy. Muốn code đến đâu thay đổi đến đấy hay là muốn
muốn muốn viết xong rồi kích chuột ra ngoài với thay đổi. Rồi code đâu thay đổi đấy nhá. Key down function. Chúng ta sẽ có cái title ở cái get name. Không thì cái title đi. Bằng $this.van. Sau đó chúng ta sẽ có một cái đô la Ajax. Yeah. Một kinh này. Ajax. Rồi Ajax này. Chấm Ajax. Maybe. Trong này chúng ta sẽ có một object như sau. Các bạn biết cái Ajax này chưa? Hình như có dạy rồi đúng không? Dạy rồi, dạy từ hồi jQuery rồi. Chán rồi. Tham số là URL. Được chưa? Tham số URL. Tham số này nó sẽ bằng một cái router của chúng ta. Thì mở cái router ra. Đây này, router này. Mở ra. Nó sẽ bằng một cái route 2.a.post. Chết mất thôi. 2.a.post là generate slug đi. Được chưa? Trong này nó sẽ có một cái function. Function để đặt tên nó name là slug.generate. Rồi, đặt cho nó cái tên này. Cái thằng này nhận tham số, ví dụ biến slug và biến title, nó sẽ bằng cái request. Ở dưới này có thằng request nào không nhỉ? Chờ tôi chút, tôi lấy thằng request ở đây đã. Use illuminate request ở trên này. Chúng ta sẽ bê cái thằng request này. Bởi vì trong này chúng ta không cần phải validate gì cả, chúng ta cứ request như bình thường, kể cả các bạn viết là đây là biến get cũng được, tùy get nhé. Get cho nó dễ đỡ phải use thêm cái thằng nào à. Quăng đi. Ở đây chúng ta sẽ có generate slug này, có cái tham số truyền lên là slug. Nhận ở đây cái biến là slug nữa. Rồi xong, chúng ta sẽ có ở đâu cái biến này là biến URL và biến title. Đây sẽ có một cái biến là slug bằng. Chúng ta có sẵn một hàm helper ở trong Laravel để giúp chúng ta sinh ra một cái URL mới. Có sẵn luôn. Bằng cách nào? Để tôi search cái helper nhé. Lâu vậy. Đây helper này. Đây này, string slug này. Đây, nó sẽ các bạn nhập cái gì vào, bất kể cái gì vào, thì nó sẽ sinh ra được cái dạng là Laravel. Đây nhận text là Laravel cách 5 cách framework đúng không? Truyền lên tham số thứ hai là dấu gạch ngang thì nó sẽ sinh ra cho các bạn là Laravel -5 -framework. Được chưa? Xong, bây giờ chúng ta đi dùng lại thằng này thôi. Đây. Chúng ta dùng luôn là string slug bằng cái biến URL biến title. Truyền tham số là dấu gạch ngang. Chuyển tham số là dấu gạch ngang. Chuyển vào và chúng ta sẽ có slug. Slug cộng chuỗi bằng với unique ID. Cộng chuỗi với trừ. Cộng thêm một dấu trừ cộng unique ID. Đó. Nhưng mà trước hết cái title này này. Trước hết ấy, cái title này chúng ta phải trim nó đi đã. Xóa hết khoảng trắng đi. Xóa hết khoảng trắng đi. Sau đó chúng ta mới cộng với slug, cộng với sinh ra cái biến string slug của cái title này cộng với dấu trừ. Sau đó chúng ta sẽ có thêm là cái slug trừ thêm cái unique ID ở đuôi đi để cho nó không bao giờ bị trùng nhau. Có chứ? Bởi vì ở đây là gì? Ở đây là cái gì?
Ông có rảnh thế không? Đấy là tôi tự viết vào đấy. Hiểu không? Bởi vì ở đây là text cho nên người ta kể cả có sinh ra mà người ta thích ấy, vẫn xóa đi bình thường. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản đó là làm cho người giúp cho người ta sinh ra một cái dãy URL không bao giờ bị trùng thôi. Được chưa? Còn họ sau này họ muốn xóa sửa gì đấy là việc của họ đúng không? Được chưa? Họ muốn xóa sửa gì đấy là việc của họ, mình không quan tâm. Thì chúng ta có thể là sinh ra thêm cái này, còn tùy nhét thêm cái đuôi này vào cho chắc củ cũng được, mà không thì thôi. Được chưa? Unique ID. Unique ID này thì hơi bậy. Bởi vì thêm cái đoạn đuôi nó text nó rất là lộn xộn, nó chẳng ra làm sao cả. Nên tôi đang nghĩ xem có cách nào. À, chúng ta có thể là chuyển dạng giống cái bọn kênh 14 nhé. Dù bọn kênh 14 này. Chúng ta vào một bài viết nào đấy của nó chẳng hạn. Chúng ta sẽ xem cái URL của nó ở phía cuối. Thấy không? Đây là 2017 này. Tháng 8 này. Ngày 14 này. Ngày này. À, giờ này. Phút này. Giây hay cái gì gì đấy. Giây và thêm một cái số random gì đấy vào cũng được. Đúng không? Làm được này không? Có gì mà không làm được. Chúng ta chỉ cần đến giờ đến phút thôi. Ví dụ giờ phút này. Đúng không? Còn đoạn giây này thì chúng ta lấy luôn cái số. Để tôi coi nó xem. Cái số này có thể là một cái số random cũng được. Bởi ngày giờ đến phút. Nếu mà thích đến giây nữa, để tôi coi xem đến giây được không. Ok được rồi, chúng ta sẽ coi như sau. Chúng ta sẽ test trước. Chúng ta có hàm PHP tester này. Để tôi nghịch thử qua cái phần này xem có được không. Chúng ta có echo hàm date của cái time truyền vào là thời gian ngày hiện tại này. Format là bằng IIII MMDD. Thử xem có được không nào. Xong đến pit tắt xong. Ôi giời ơi. Viết ngược. Viết ngược. Time ở phía sau. Ôi giời ơi. Một y thôi. Không, không sai đâu. 2017 08 đây là 1M 1D 2017 tháng 8 ngày 15 đúng không? Được chưa? Rồi, giờ phút giây H Y. Có, chắc chắn có. 8 giờ 27 phút. Bọn này nó ở chắc ở Singapore hoặc là ở Trung Quốc gì đấy. Giây này. 27 giây. Hả? 35 giây. Được chưa? Không biết có tích tắc không nhỉ? Thôi tính theo giây thôi nhá. Viết giây thôi. Cho đỡ mệt. Đây, chúng ta sẽ cộng thêm một cái giờ phút giây của anh ạ. Chắc là chẳng thằng nào rảnh đến mức mà viết một giây hai bài đâu. Kệ chúng nó. Thế chịu. Thế chủ tự chúng nó phải sinh ra một URL khác. Cần lắm thì là generate ra cho thêm cái button bên cạnh cái input ấy. Generate URL. Thế là xong nghỉ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có thêm sau Slack này. Chúng ta sẽ có return. Return là response chọn đến JSON. Trong này một cái tham số data bằng đang đây là data này. Data bằng với cái Slack kia. Data bằng cái biến Slack. Vào cái này. Rồi, tôi test đã nhé, xong rồi tôi đẩy cố lên chúng ta nhé.
Đây là cái hàm gì? Hàm generate slug nằm trong admin đúng không? Hàm generate slug. Generate slug nằm trong admin này. Chúng ta sẽ có là mình thích thì mình học thôi. Test thôi. Rồi. Get đúng không? Được chưa? Giống chúng nó chưa? Tiếp nhá. Viết con dấu nhá. Mình lại test tiếp. Thêm dấu cách luôn. Được chưa? Đủ chưa? Này đúng URL. Giống chúng nó nhỉ? Kể cũng dễ. Đúng không? Rồi, xong hàm này tôi đẩy lên đã. Làm phần Slack này nếu mà hướng dẫn chi tiết chắc phải mất cả buổi này. May ra mới xong. Còn validate các thứ các kiểu đó không? Không đơn giản đâu. Thiếu gì? Hai.
người rồi. Đây là lý do vì sao nãy tôi nhớ là tôi theo bản năng là tôi ngồi tôi làm cái post. Ok các bạn cứ làm đi. Xong đi đã, tôi giải thích tiếp. Khi đau, khi đau thì bị thiếu. Khi khi đau là sự kiện khi đau nhỉ? Khi 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 press. Đây, kết quả của chúng ta là như này. Đây là Lê Văn Toàn. Đấy, sinh ra đấy. Em trai. Dạ. Tết luôn. I am trying. Chưa? Không biết là kiểu này có được không? Đấy, chết ngay. Thấy chưa? Giờ làm sao? Thấy chưa? Bắt cả hai sự kiện. Hoặc có nữa. Nếu mà title kiểm tra ít title bằng với string rỗng
thì cái kết URL này nó sẽ bằng null luôn, nó string rỗng luôn và không cho chạy đoạn dưới return false. Yeah. Anh Toàn đẹp trai, mỗi tội có vợ rồi. Chưa? Bắn hết cây chưa? Chưa? Đấy. Còn cái đoạn này tôi giải thích nhá, giải thích lại một lần nữa này. Nhắc đi nhắc lại suốt ngày. Thì chúng ta có một cái input có kết name này, đúng không? Có kết name này. Ở dưới này chúng ta có sinh ra cái slug này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có như sau. Mỗi khi cái input nào ở cái element nào có cái ID là get name này, gõ phím xuống và nhấc lên. Gõ phím xuống và nhấc lên, đấy là cái sự kiện key up của JavaScript, đúng không? Hoặc có cái sự kiện là train giá trị thì chúng ta sẽ code chạy cái logic ở phía trong này. Chạy logic phía trong này. Được chưa? Thì logic là gì? Đầu tiên có một cái biến title là bằng cái $this trở đến van à, chấm van, tức là lấy giá trị, tức là những cái input ở cái nội dung ở trong cái input đi ra ngoài. Được chưa? Nếu title này, thực ra chúng ta hoàn toàn có thể là ok. Nếu title này bằng rỗng thì set luôn cái slug kia bằng rỗng luôn và return false để nó không chạy cái đoạn dưới nữa. Được chưa? Trong trường hợp còn lại chúng ta sẽ tiến hành gửi dùng Ajax để gửi dữ liệu lên server. Thì chúng ta có Ajax là gì? Đầu tiên là có cái URL bằng route của cái slug generate. Được chưa? Của slug generate. Kiểu dữ liệu gửi lên, method gửi lên là method get. Dữ liệu gửi lên bao gồm có một cái biến là title gửi lên trên không? Được chưa? Tiếp theo data nhận về. Dữ liệu ở trên nó trở trả về thì sẽ được ép kiểu sang JSON. Nếu mà gửi thành công thì sẽ chạy đoạn code ở trong này và lấy cái dữ liệu ở trên trả ra thì gán cho cái biến là RP. Ở đây chúng ta có console log là RP ra và chúng ta sẽ có cái gán lại cho cái giá trị của cái kết URL bằng cái giá trị là bằng RP.data. Được chưa? Đây nó chính là cái dữ liệu trả về này. Bạn nhìn thấy không? Là một cái JSON object có cái thuộc tính là data bằng anh Toàn đẹp trai mỗi tội có vợ rồi gì đấy. Được chưa? Và chúng ta lấy cái giá trị phía sau này ra bằng cách là bằng cái rp.data. Được chưa? Khi mà gửi Ajax như này chúng ta bắt buộc có những cái field như sau này. Thứ nhất là URL. Thứ hai là type, tức là kiểu dữ liệu gửi lên. Được chưa? Cái thứ ba là title, cái thứ ba là data gửi lên. Nếu có nhá, nếu có data gửi lên thì chúng ta nhét cái này vào, nếu không thôi. Tiếp theo nữa là có cái data type, tức là kiểu dữ liệu gửi về ấy, chúng ta ép xong JSON hoặc JSONP. Tiếp theo là succeed, tức là khi mà gửi thành công thì có cái gì. Ở trong này nó còn có vài cái nữa cơ, ví dụ như chúng ta mong muốn là nếu mà muốn bấm save ấy, chúng ta gửi dữ liệu lên bằng jQuery hoặc JavaScript ấy, thì chúng ta không cho người dùng động chạm gì đến cái form nữa, thì chúng ta có thể là load một cái model ra, ở trong cái model đấy chỉ có một cái phần quay loading để anh được. Được chưa? Đấy là phần chúng ta gửi Ajax. Ngoài ra ở trong này tôi update một chút. Ở đây chúng ta sẽ có route get generate slug, nhận cái function, nhận cái tham số request. Và tôi nhớ use cái request ở trên. Sau đó tôi sẽ có cái biến slug bằng string slug stream cái giá trị là cái request nhận cái title. Được chưa? Remove tất cả khoảng trắng bằng cái dấu trừ. Sau đó chúng ta tiến hành là cái slug cộng thêm ngày tháng năm giờ phút giây và trả về kiểu dạng là JSON với cái thuộc tính data bằng cái slug. Xong thì chúng ta sẽ có cái kết quả như sau. Anh Toàn. Đấy, chúng ta sẽ để ý cái số giây nó sẽ thay đổi. Số giây chắc chắn sẽ thay đổi. Đây là 49 đúng không? Đẹp trai. Mình toàn biết sai. Nhá. Nếu mà các bạn code nhanh quá chưa được 1 giây thì đảm bảo là cái số ngày tháng năm giờ phút giây nó không thay đổi đâu. Được chưa? Đấy là cách chúng ta lấy ra sinh ra một URL, chứ không, nhưng mà sinh ra như này không ai cấm các bạn là bỏ cái này, chẳng ai cấm các bạn cả. Hiểu không?
Chẳng ai cấm các bạn thích URL đẹp thì các bạn viết như này không? Đây, có ai cấm đâu. Đúng, danh mục của bài viết trùng, nó dễ bị trùng thôi. Được chưa? Thì người ta bắt buộc phải thêm cái số 2 hoặc số 3, số 4, số 5 vào đấy. Nếu mà không sinh ra từ vựng của nó kia. Nhưng mà bây giờ nếu mà thằng này tôi muốn nó lại sinh tự động ra, tôi làm gì? Cách cái thế sao? Được chưa? Xong, JavaScript bắt sự kiện và lấy dữ liệu liên tục, gắn vào này. Được chưa? Xong một phần nhá. Xong một phần này. Để tôi đẩy code lên. Ajax không có mấy dòng thôi mà. Các bạn update cho tôi cái phần section JS và cái admin RAM để nó lấy được dữ liệu, lấy được cái URL mới. Check đi. Test đi, xem có được không? Tính là tôi dạy cho các bạn thêm một cái chiêu nữa. Sử dụng
X11 đúng không? X phải sửa 11 chứ. Không có là gì hết. Nhìn ra thì sai rồi. Để slap là bài đi. String error là bài đi được. Sẽ có một ID cho cái bảng start mà nó là primary key thôi, kiểu như là tên. Anh Yeah.
nó đi chỉ cho các chị em thân thương với mình nhé.
Hãy thank you.
nhiều. Đây còn là cái gì? Không nhá, đồng không nhá. Dễ nhỉ. Xong đi, chưa tiếp tục này. Tiếp tục. Chuyển sang admin đúng không? Đúng nhá. Đúng, chuyển sang admin không? Rồi, chúng ta có như sau này. Cái đoạn Ajax này nó chúng ta phải dùng lại đúng không? Đúng không? Check xem cách tôi làm đã nhé. Public này, app này, đầu nhận admin asset này, GS này. Hình như có cái app GS đúng không? Của giải ngoãng này. Window.app main bằng một cái là get slug generate slug. Function nó bằng là cái gì nhỉ? Nhất là URL. URL chúng ta ở đây chúng ta fix cứng cũng được, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể là ném nó ra ngoài layout. Layout admin nhét xuống dưới đây. Trước thằng gì nhất này, chúng ta sẽ có một cái đoạn là input hidden name, và tôi set cho nó là ID bằng generate slug URL value bằng round slug. Xong. Vừa là mình nhập title chứ. Title gì sang P succeed thì chúng ta sẽ có một cái biến ở đây là biến và đây là result. Thêm cái gì? Bây giờ form blade này, chúng ta sẽ có thêm thằng app main chấm, để app main chính là cái này, app main chấm generate slug truyền cái title này vào, cái này nó sẽ bằng cái cái hàm này gọi đến. Thử xem có được không nhá. Thử coi. Lỗi rồi. Xem là
title hoặc define. Cái title này đâu ta? Title nó à, còn thiếu tham số truyền vào. Đây cái biến này. Tuy điểm. Đổi rồi. There is lock này, title gửi đi này. Đợi chút nha. Request dạng get gửi đi tại xã hội tươi đẹp này. Đúng không? Xã hội tươi đẹp này. Review. À, nó không trả về được cái kia. Nó gửi đi rồi đấy, nhưng mà nó đang không trả lại được cái này. Để chờ một chút. Bậy thế nhỉ? Result này. Result này bằng data không return được result. Chẳng cái object cái cày. Debugger. Úi giời ơi. Succeed. Name bằng F. Được rồi. Chờ chút nhá. JavaScript jQuery. Pass. Return. Value. From success function to global variable. Work unseen. Chờ tôi chút tôi test cái nữa đây. Không được, chúng ta lại phải viết lại cái Ajax thêm một lần nữa đấy. Phải cái đấy. rp.data này. Không biết có được không? Test thế đã.
có vẻ nó hơi bị chậm chậm như thế nào đấy, đúng không? Có vẻ nó hơi bị chậm chậm. Key up chain. À ha. Tại sao lại chậm vậy nhỉ? That's slow. Trời. Này cũng được. Lỗi này. Được rồi. Định chúng ta, tôi đang tính là tương cái hàm Ajax này vào trong đấy, vào trong cái, tôi tạo ra một object ở hàm app main, sau đó tôi sẽ bê cái hàm là generate slug ở trong app main này vào trong cái form của chúng ta này, đưa vào đây, và chúng ta không phải viết lại cái đoạn code Ajax nữa, bởi vì viết thế nó nhiều quá, nhưng mà cái này nó delay hơi lâu bởi vì tôi phải thêm cái async vào. Cái async này chắc các bạn chưa hiểu được. Thì tôi sẽ reset cái này đi, dùng cách cũ vậy. Muốn dạy cho các bạn cách này nhưng mà nó hơi chưa ổn. Thôi vậy. Xóa đi. Rồi, xóa đi vậy. Hơi tiếc. Phần này tôi chưa xử lý xong. Thì chuyển sang bên kia thì chúng ta cũng vậy thôi đúng không? Ok. Chuyển sang bên post, chúng ta cũng làm y xì kệt như bên này thôi. Đó là chúng ta sẽ có một cái phần post đã nhét cái kia vào trên nhỉ? Nhét rồi, entity ID này. Thì chúng ta sẽ có đi copy lại cái phần slug này, model slug. Nhét sang post controller, cái hàm create ngay sau thằng post này. Tất nhiên chúng ta cũng phải là use app sược model sược slug như bình thường, và hàm category edit thì chúng ta cũng copy cái model slug này. Tất nhiên chúng ta khi mà nếu mà làm như này này, nó vẫn còn lỗi. Biết lỗi đâu, nó vẫn còn lỗi ở chỗ nếu mà cái đối tượng của chúng ta mà chưa có slug, tức là cái này nó không tìm thấy cái gì, nó trả về null đúng không, thì sẽ bị lỗi. Thì chúng ta có thể là xử lý như này, model slug bằng new, bằng cái nãy luôn, bằng cái trên này luôn, bằng cái này luôn, if model slug, tức là nó bằng null đấy, thì chúng ta sẽ set cho cái new slug đấy, cái slug bằng cái này luôn, cho nó chắc ăn. Thế nếu các bạn muốn chắc, còn nếu mà chúng ta làm tất cả dữ liệu của chúng ta đã có rồi thì chúng ta không cần phải xử lý nữa. Ví dụ tôi đẩy lỗi nhá, lỗi sẽ ở đây này, danh mục, danh sách danh mục này. Những cái thằng thể dục này, set his này chưa có URL đúng không? Tôi mới chỉ có URL cho thằng 1, thằng 2 thì bấm đây nó sẽ báo lỗi này. Ủa, của mình nó không lỗi luôn mà. Thật là kỳ diệu. À đây tôi đã code rồi, tôi code sẵn rồi. Category này, tôi comment rồi nhá, báo lỗi chắc luôn, null object đúng không? Nhưng mà nếu tôi thêm cái đoạn này vào, không còn lỗi nữa, slug sẽ bằng rộng, được chưa? Đó, chúng ta nên làm cách này để đảm bảo cho cái object, tất cả object của chúng ta nó được đảm bảo là sẽ hiển thị được dữ liệu ra ngoài, tránh cho cái việc bị lỗi. Chúng ta copy cái thằng này, chúng ta vứt vào trong cái hàm update của thằng mùa, của thằng post. Và tất nhiên đừng quên truyền cái biến này ra ngoài. Quên là thôi nghỉ nhá, sẽ bị lỗi đấy. Rồi truyền ra ngoài. Sau đó ở trong cái form của thằng category và form của thằng other tab này, form của thằng post, chúng ta đi copy lại y như nhau. Kết này, kết thì ở trên nó sẽ có cái input hidden bằng entity type này. Đó, một thằng. Cái thằng thứ hai của chúng ta nó sẽ bằng cái slug URL.
Slack URL. Đây là post URL đúng không? Thì chúng ta có thể đổi, hoàn toàn có thể đổi thằng này cả hai thằng thành Slack URL. Slack URL tôi đích cần biết là các cái field khác nó như nào. Tôi chỉ cần biết cái ID này của tôi đổi thành Slack URL thôi. Xong, và ở dưới này tôi sửa lại cái này thành Slack URL. Và tôi sẽ tiến hành là copy lại toàn bộ cái phần này. Toàn bộ cái phần section JS này. Tương xem này. Ở đây nó có sẵn rồi này. Có sẵn section JS rồi thì chúng ta document ready. Copy ở đây. Paste xuống. Và chuyển cái get name này. Chuyển thành cái title. ID là title. Slack URL đẩy lên key up chain vẫn như vậy. Tôi test nhé, bài viết này, danh sách bài viết này, edit bài viết này, được chưa? Copy e-secret sang, copy ở những file nào? Copy ở form led của post và post controller, mỗi hai file này thôi. Copy dữ liệu mỗi hai file này thì rất xa. Còn hai cái file kia thay đổi category controller và post controller và cái form blade của kết ấy. Nó thay đổi bởi vì tôi thêm cái phần model cái vào đúng không? Và sửa cái slack URL. Đấy, thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến một phần nữa. Các bạn xong rồi thì tôi sẽ đến một cái phần nữa. Đó là chúng ta sẽ làm quen với cái thằng này. jQuery Validate. Đây nó sẽ có tác dụng như sau. Demo. Thấy không? Submit. Thì nó cái nào require, cái nào không đúng không? Được chưa? Đấy là cái require này. Và chúng ta có thể làm thêm những cái khác nữa. Cái này để làm gì? Cái này nó không gửi request lên trên đâu nhá. Nó không hề gửi cái request gì lên trên phía server đâu. Chúng ta có thể vào network nó check. Chẳng gửi cái gì đi cả. Cái này chỉ đơn giản là nó kiểm tra xem những cái input của chúng ta ấy, hoặc là input này, select này, take area của chúng ta nó có được điền dữ liệu đúng yêu cầu hay không. Nhưng mà cái này chúng ta sử dụng JavaScript để kiểm tra màn hình. Được chưa? Nó không hề động chạm tí nào đến server. Để làm gì? Cái này người ta gọi là khái niệm là validate ở phía front end. Chúng ta phải làm sạch dữ liệu trước khi gửi lên server. Được chưa? Khi mà làm một cái màn hình nào đấy ấy, thì chúng ta phải validate ở thẳng ở hai phía, phía client và phía server. Client sẽ dùng JavaScript hoặc HTML5 để chúng ta validate dữ liệu. Còn phía server thì tất nhiên vẫn sử dụng middleware hoặc là sử dụng request để validate dữ liệu. Được chưa? Đấy là hai cách của chúng ta. Thì chúng ta tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng này để làm validate dữ liệu cho cái màn hình của chúng ta. Làm như nào? Rất dễ thôi. Để tôi coi xem là cái project của chúng ta nó đã có cái jQuery Validate chưa. Kiểm tra này. Tìm object mà lắm này trời. À đấy, và đàm đài. Sửa. Plugin. jQuery. Chưa hề có jQuery Validate. Chưa hề có cái nào gọi là cái jQuery Validate. Đây chỉ có iCheck này, jQuery này, jQuery Vector Map này, Morris, cái gì đấy, Sparkline. Chưa có. Thì ở đây nó có sẵn cho phần của chúng ta tải về. Back lại. Chúng ta vào trang là jQueryValidation.org. Vào đi. jQueryValidation.org. Nó có một cái phần download. Chúng ta tải về. Cái này đến 20 tháng 7 2017 vẫn còn update cơ. Đâu rồi?
đây, source code đây, source code hoặc là jQuery version 1.10.17, copy về. Xong. Mở ra. Giải nén. Chúng ta sẽ có phần cái thư mục là jQuery version 1 version 1.17.0. Sửa tên đi. Copy và paste vào trong cái project của chúng ta. 1702 này. Blog này. Public này. Plugin này. Paste vào trong này. Chúng ta có thêm thằng jQuery validation. Xóa được à? Ở trong thư mục disk này, chúng ta bê toàn bộ nội dung ở phía trong. Chúng ta pệt ra ngoài. Và xóa thư mục disk đi. Chẳng thì làm gì cả, để cho cái đường dẫn đến cái file jQuery validate của chúng ta nó ngắn hơn. Chứ để giữ nguyên nội dung cũng được. jQuery validate này, validation này, thì copy nội dung ở trong cái thư mục disk, paste thẳng ra ngoài cái thư mục jQuery validation này. Để cho cái đường dẫn của chúng ta nó ngắn đi. Đỡ phải link nhiều. Đây là cái nội dung jQuery validation vứt vào trong này. Và ở trong này ngay lập tức đến các cái file addNation method này, addNational method min, jQuery validate, jQuery validate min.js, localize. Đấy, vứt ra ngoài. Các bạn copy về mà giải nén ra, sửa. Sau đó ở ngoài cái admin layout á, admin layout thì kéo dưới cùng, tìm cái chỗ nào có cái chữ jQuery ấy. Đây, chỗ này có cái jQuery này đúng không? Đâu rồi? Giờ dài thế. Đây, jQuery 2.3 này. Thì chúng ta link cái đường dẫn đến cái file jQuery validation. Ở đây là bootstrap plugin này, jQuery-validation. Sược đến jQuery validate.min. .min.js. Và sược tiếp thêm một thằng nữa là additional method.min.js. Về xuống hai thằng. jQuery validate để nó giúp chúng ta validate dữ liệu, tương tác validate dữ liệu trên màn hình. Còn additional á, nó là một cái thư viện để giúp chúng ta tạo thêm những cái validate riêng của mình. Thì đấy là cái hai cái cần có. Thì các bạn tương cả hai cái vào trong cái thằng admin layout. Tương vào trong admin layout.
Ông nhớ. Tải về, đổi tên, copy vào, link đến cái admin layout. Đẩy cốt lên rồi đấy. Xong chưa? Lâu thế. Xong chưa Tuấn? Na Giang. Hả? Đây này. JQuery validate sau khi áp dụng vào nó như này này. Xoáy đi nhá. Thấy không? Tôi coi cho các bạn xem nó có gửi dữ liệu đi không nhá. Nó không gửi dữ liệu đi mà nó trực tiếp nó focus vào trong cái field đầu tiên mà bị lỗi luôn. Được chưa? Nó không gửi tí dữ liệu nó đi luôn đấy. Không gửi một cái gì đi. Được chưa? Làm lại này. Đây đang là xã hội đúng không? Được chưa? Tiến hành xóa hết. Xóa hết đi này. Nãy giờ thấy gửi dữ liệu đây là generate slug đúng không? Xóa đi này. Nếu mà như bình thường submit form là chúng ta sẽ có thêm một cái network ở đây là để gửi dữ liệu lên để xếp dữ liệu cho cái category xã hội vừa rồi đúng không? Thì chắc chắn là trong cái phần network nó sẽ có. Nhưng bây giờ chúng ta xem này. Chẳng có cái gì. Được chưa? Nó validating ở dưới cái trang HTML này. Và nó ngăn không cho cái form của chúng ta gửi request lên phía server nữa. Được chưa? Thì đấy là cái tác động của cái jQuery validate này đến màn hình.
Và chúng ta validate ở đây dưới này là validate ở hướng gì? Biết không? Client. Phải thỏa mãn ở đây đã xong rồi mới lên kia. Được chưa? Thì chúng ta bây giờ sẽ sử dụng như nào? Sau khi các bạn tiến hành add cái thằng jQuery validate vào rồi á, chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trong này, ở trong tab sược này, mở application mở cái developer tool lên. Trong phần sược thì chúng ta sẽ mở cái thư mục plugin này. Trong này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thằng là jQuery trừ validation là cái thư mục của chúng ta. Tôi nhét vào đây cái additional method và cái jQuery validate JS. Được chưa? Nhét hai thằng này vào chúng ta mới có thư viện để dùng. Xong này, chúng ta sẽ đến với cái phần của chúng ta tiếp theo dùng áp dụng với JS như nào. Tôi có một cái kết, cái form của tôi ở trên này này. Tôi đặt cho nó một cái ID là kết form. Được chưa? Kết form. Sau đó tôi sẽ có cái validate bằng cái là chấm validate ở đây là cái hàm mặc định nhá. Cái hàm của nó. Cái hàm của nó như này. Được chưa? Trong cái hàm này thì tôi truyền một cái object JSON vào trong này. Trong cái JSON này nó có một cái rule. Đây là cái rule là cái luật. Đúng không? Luật sẽ áp dụng cho những cái thằng nào đấy nó phải tuân thủ luật này. Và cái luật này nó sẽ áp dụng cho cái get name. Cái get name này nó chính là một cái element nào đấy có cái name. Ví dụ input có name, select có name, text area có name, đúng không? Một cái input nào đấy có name là như thế này. Áp dụng cái rule là require. Thì chúng ta có những cái rule sau này. Chúng ta có những cái rule sau này. Đây là một đống rule đây. Require là bắt buộc phải có dữ liệu thì mới gửi được lên. Remote là gửi một cái request lên trên để check cái gì gì đấy. Min length check độ dài, max length cũng độ dài, nhưng mà cái độ dài cái độ dài của cái field đấy nó không được lớn hơn bao nhiêu. Còn min length là cái độ dài của field đấy nó nhỏ nhất là bằng bao nhiêu. Nếu mà nhỏ hơn báo lỗi. Được chưa? Range length là cái độ dài nằm trong khoảng nào. Min đây tính về số. Được chưa? Min length là về độ dài này. Min là số, max cũng là số, range cũng là số nhưng mà trong khoảng. Được chưa? Step email check một cái field nào đấy có phải dạng email không? URL check một cái element nào đấy có dạng dữ liệu có phải là một URL không? Date này, date ISO này, number digit này, equal to. Cái thằng equal to này nó rất hay dùng với cái màn hình rất là quen thuộc với chúng ta, đó là cái màn hình là đăng ký hoặc là thêm người dùng. Thì chúng ta có cái so sánh password mới và password confirm đúng không? Chúng ta dùng equal to để làm cái việc đấy. Thì chúng ta có như sau, ở đây ví dụ tôi sử dụng require cho cả hai field là get name và slug đúng không? Được chưa? Get name và slug thì chúng ta sẽ có nhìn thấy ở đây. Get name và slug. Reload này. Khi mà tôi xóa nó đi. Không vấn đề gì xảy ra đúng không? Tôi submit lên nó báo là this field require. Được chưa? Bây giờ tôi thêm một cái rule nữa cho thằng này. Rule nữa là rule về min length. Min length 2.5 chẳng hạn. Là phải có ít nhất là 5 ký tự ở trong này thì mới được submit dữ liệu. Thử nhá. X được chưa? Ôi chết mẹ rồi. À đây rồi. Nhầm. Min length. Không đúng, cái này không đúng. Chờ tôi chút để tôi ngó lại. Cái min length. Đây. Min length 2.3. Đây, như này. Get name này thì sẽ có các cái object là require 2.2 này. Phải min length 2.5. Độ dài bằng 5. Như này thì đúng. Require này. Please enter at least 5 character. Được chưa? 2, 3, 4, 5. Đến 5 là nó tự mất đi. Được chưa? Đấy là cái validate bằng jQuery validation của chúng ta. Được chưa? Thứ tự nó validate là cái gì? Cứ thằng nào đặt trước nó validate trước trong một field. Ví dụ tôi đẩy thằng này lên trên thì khi mà chúng ta xóa trắng đi ấy, thì nó sẽ là hiển thị là ít nhất có 5 ký tự. Ồ,
Coi nào, min len bằng 5. Cái gì? Chờ tí, bình tĩnh. Tại sao lại vậy nhỉ? Hình như lỗi gì query rồi. Thiếu dấu phẩy à? Ở đây. Đấy, được chưa? Require được ưu tiên này. Require được ưu tiên hơn này. Rồi, ok. Require sẽ được ưu tiên hơn. Với Slack cũng vậy, được chưa? Thì tất nhiên chúng ta dùng cái nào thì dùng thôi. Bây giờ tôi custom message này. Message. Ở đây chúng ta sẽ có là get name. Cái gì? Get name cái gì mà chấm? Ở đây là require này. Đây vẫn là trụ chấm. Trụ chấm nói phải biết cái gì đấy. Rồi xong. Chúng ta coi. Submit này. Tại sao vẫn là require? Hình như có gì đấy sai sai không? À đây, kết gạch dưới name, xin lỗi các bạn. Kết gạch dưới name nó chính là cái này này. Không ra đây rồi. Nó ra text là trụ châm cái gì gì đấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem cái dữ liệu này, cái thẻ text này nó là cái gì. Và chúng ta có thể custom màu miết các thứ cho nó được không? Các bạn nhìn đây, nó class rồi, error. Nó tự tạo chúng ta một cái span, một cái thẻ label có class là error. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ chúng ta rất là đơn giản. Rất là đơn giản thôi. Là vào cái thằng CSS này. App.cs này. À đây, custom admin. Chúng ta có thêm một class là error. Nó sẽ có cái text color bằng màu đỏ. Mình thích thì nhắn thêm important vào đây. Được chưa? Nhưng ở đây là sẽ bị này. Thấy không? Nó bị cái nhấp nháy màu đỏ, các bạn thấy không? Nhấp nháy màu đỏ này. Chứng tỏ là viết text nó sẽ màu đỏ giống như ở dưới này. Được chưa? Vậy chúng ta cần phải thêm một cái label đây. Là chỉ áp dụng cho những cái label thôi. Không áp dụng cho những cái thằng khác. Viết text. Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta sẽ xử lý với cái thằng jQuery Redis này, custom cái error. Thì tôi để code lên các bạn làm để validate được dữ liệu đấy nhá. Validate thì phải validate cho cả hai cái luôn. Được chưa? Cả get và post. Trước hết chúng ta làm cái dễ đã. Cứ làm cái require tất cả các field đều require. Field nào cần phải require thì require cho bằng hết. Được chưa? Và chúng ta validate dựa theo cái gì? Đối chiếu với cái request tương ứng. Nhá, đối chiếu với cái request tương ứng để validate ở trên này. Lên code rồi đấy, check đi. Tôi viết nốt cái thằng remote. À, đâu nhỉ? Remote. Remote UAR email to remote check email.
mưa. Cay nhè. Căn đúng giờ đấy. Còn 5 phút. Được luôn. Hình này chưa có. LED time chưa có. Đấy. Xong rồi.
trả về full hết này. Sao anh trả về full hết nhỉ? Check URL. Được chưa? Làm được xong cái validate chưa? Tí nữa tôi sẽ demo cho các bạn, tôi đẩy buổi sau nhé. Buổi sau tôi đẩy lên cho các bạn cái phần này. Kiểm tra xem một URL bằng JavaScript đã tồn tại ở trên server chưa. Được chưa? Check luôn. Gợi ý này. Nó sử dụng cái này. Gợi ý là sử dụng cái này. Remote. Cái rule, sử dụng cái rule là remote. Cái thằng này nó cũng giống như Ajax ấy. Gửi Ajax lên trên một cái URL nào đấy. Sau đó là truyền dữ liệu lên trên. Nếu mà trả về true thì pass qua. Nếu mà trả về false báo lỗi. Được chưa? Đấy là cái logic của nó. Vậy thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể là custom luôn cái thằng này bằng ví dụ, tôi với ví dụ nhá. Về tôi sẽ up lên node cái này. Sau swap này cho cái remote này là URL này đã tồn tại, vui lòng chọn URL khác. Đấy, kiểu như này. Được chưa? Bất biết là thằng này có title là cái gì. Đấy, buổi sau tôi sẽ đẩy lên nhá. Còn nhiều việc, chúng ta còn nhiều việc lắm. Đó. Cái này đâu nhỉ? Tắt ở đâu nhỉ?